Gì cười vậy? Gì? Nói gì? Đó đó gì? Quen không? Chú Hùng. Chú Hùng. Nè chú Hùng kìa. Chú Hùng ơi kêu đi. Ừ, rồi đi lại đi lẻ đi chú Hùng cho quà kìa. Ừ. Ừ. Ve là sướng nhất nè, ở nhà nè. Ở nhà có chú Hùng đem quà tới nè. Quà không? Cười. Đó, vô. Cười. Kêu cho quà, cho quà. Dạ. Vô đi con. Có dừa đồ ăn nữa nè. Dạ. Mưa chơi đi cửa mày vé chắc phải cười chắc chết gì cười hoài vậy? Cười hoài à? Thấy măng à, bảo măng chiếc vé này chiếc vé kia kìa. Cười chút. Cười. Sao con dép con đâu? Dép đâu vậy? Dép đâu không mang? Nè con đứng đứng xích ra chút. Sát vô. Không có hai đứa con đứng trước đi. Rồi. Đó, hai đứa nhỏ hai đứng trước nè. Bé này xích vô chút xíu không? Xích vô đang thấy vô quà luôn. Bữa nay mình ăn khí này vô chút xíu một chị hôm nay. Dính đi, con dính á. Dính đi, dính đi. Rồi. Rồi. Đây cái ghế nữa cũng được. Để sửa qua đó đi chị. Hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2020. Hai là 21 âm lịch của tháng 8 năm Canh Tý. Em Hùng Nguyễn đại diện nhà hảo tâm tới nữ trao yêu thương cho em về. Dạ dạ. Dạ. Hình này. Chụp hình dạ. Giờ nó đang chụp hình có giờ nó đang. Chụp hình. Kính thưa group CDT Khoa Phạm, thì hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2020, Hùng Nguyễn đại diện nhóm hướng thiện đến gia đình của em Võ Văn Ve, 41 tuổi ở ấp Bà Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì em Ve bị bệnh tâm thần quý vị. Hai đứa này là hai đứa con của em Ve. Thì quà cái tháng quà tháng 8 âm lịch của mình gồm có một phần quà thì một chục ký gạo và hai lốc sữa Đông Ti. Chị Hoàng gửi thêm, chị Hoàng ở phường 3 gửi cho mình thêm hai chai nước tương. Và phần tiền mặt thì 700.000, em Ly Võ gửi thêm cho mình 100.000 nữa là 800.000. Thì tổng cộng cái phần tiền của mình đây là 800.000 nha chị, 500, 200, 800 ha. Là 800.000 của mình này, con cầm tờ giấy. Con cầm tờ giấy cho ngoại tờ cầm tiền. Rồi Hồng Nguyễn xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, cảm ơn các anh chị giúp đi đi đã tài trợ cho nhóm hương thiện Hồng Nguyễn để đi giúp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những bên đời kém may mắn trong xã hội như gia đình của cô chú ở đây. Giúp đỡ cho con cháu gia đình cũng rất cảm ơn nhiều. Thôi thì em cũng giúp cho chị sớm vượt qua khó khăn đấy. Đợt này đợt sau chắc nữa qua nhà cũ của nó, qua nhà nó. Sao vậy? Đợt này nhỏ trái mắc nợ rồi nó bán ra. Dạ hả? Bây giờ ở nhà đi qua thở. Dạ hả? Chắc cũng khá 2 tháng gì nữa. Dạ hả? Giờ ở nhà làm lợi hả? Không có bán. Nữa em. Bán rồi hả? Dạ.
Em của thằng Gia mắc nợ. Của em Gia phải không? Dạ, nó chị cho.